Ok, và hello và chúc mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Mr. Vịt đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một video vlog tiếp theo của mình. Thì vlog này là bóc quà tiếp nha các bạn. Đừng ai hỏi tôi là vì sao mà ba vlog mà không mặc cùng một cái áo, là bởi vì tôi bóc ba hộp quà cùng một ngày. Tôi chia thành ba video để các bạn coi cho dễ thôi. Thì ngày hôm nay ngắn gọn thôi. Video này sẽ quay rất là nhanh nha, chỉ trong vòng 8 phút thôi. Đây là hộp quà của Mini World. Mình đã được một người bạn tặng cho mình hộp quà của Mini World, nên là ngày hôm nay thì mình sẽ khui qua cho các bạn coi nha. Ok. Và nếu như các bạn nào chưa biết thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết, thì cái hộp quà này của Mini World nó sẽ là một cái hộp vật phẩm. Trong này thì sẽ có rất là nhiều những cái con nhân vật của Mini World theo từng chủ đề của từng hộp nha các bạn. Và chủ đề của hộp này là Mini Holiday, tức là kỳ nghỉ lễ của Mini World. Và mọi người sẽ thấy là cái ngay từ cái ngoài hộp này các bạn đã nhìn thấy là một cái bãi biển rất là lớn luôn các bạn. Đây, một cái bãi biển này siêu to khổng lồ luôn. Thì tức là bên trong này các cái mô hình sẽ có chủ đề là về bãi biển nha các bạn. Và mình cũng rất là tò mò không biết là bên trong này có gì. Mình cũng chưa biết là nó khui hình như khui bằng đường này các bạn ạ. Khui bằng đường này. Mình muốn khui một cách gọi là dễ chịu, dễ thương thôi, chứ mình cũng không muốn là làm hư mất hộp này, nên mình sẽ bóc nó từ bên trên này ra nha các bạn, chứ mình không có xé cái giấy ra nha. Chứ còn ở đây là chúng ta có thể giật một phát ra luôn đấy các bạn, nhưng mà mình không thích, mình muốn bóc nó nhẹ nhàng thôi. Ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có rất nhiều hộp ở đây, mình sẽ đổ ra hết nha các bạn. Nhiều hộp lắm, tùm lum, trời đất ơi. Xong ra chạy. Ok, 8 hộp, 1 2 3 4 5 6 7 8 hộp, 8 hộp nha các bạn. Và tất cả những hộp này đều có logo của Mini World và chung một cái mẫu thiết kế, bởi vì những hộp này được gọi là hộp Hidden Box, tức là những cái hộp này nó sẽ random bất cứ một con nhân vật nào đấy ở trong này, nên mình sẽ để nó sang bên này đi. Rồi, ok, để sang bên này. Và bây giờ thì mình sẽ khui từng hộp một và cùng để xem ngày hôm nay mình khui được cái con gì nhá bạn. Ok, trong hộp này đầu tiên là mình sẽ khui nó ra. Chúng ta sẽ bấm nó vào đây này bạn này, bấm nó vào đây. Đó. Rồi, ok. Và sau đó chúng ta giật nó ra phải không nhỉ? Theo cấu trúc là chúng ta sẽ giật phát ra bạn. Nó như này này bạn. Đó, ok, giật ra dọc như thế này. Và ở đây thì sẽ có, ngay lập tức là chúng ta sẽ thấy một cái túi quà và một cái thẻ bài. Thẻ bài này trong này thì sẽ có một cái QR code. Và nếu mà mình không nhầm thì cái QR code này dùng để đổi, chúng ta có thể đổi được xu ở trong Mini World luôn các bạn. Nhưng mà rất là tiếc bởi vì cái này có lẽ hình như hiện tại là chỉ áp dụng cho máy chủ Trung Quốc thôi, chứ chưa áp dụng được cho máy chủ Việt Nam. Nên là mình sẽ cất tạm nó đi nha bạn. Ok, mình sẽ cất tạm sang một bên. Tiếp theo là bây giờ thì sẽ đến bước quan trọng nhất là mình sẽ khui cái này ra nha. Xem có con gì trong này đây bạn. Yo. Ok, bú, à đây này. Bác bà nhá. Hey, cha. Rồi, con gì đây? Đây là con nhân vật gì đấy? Ủa, con này nó tên là gì bạn? Lâu mình không chơi Mini World, mình quên luôn tên nó rồi bạn. Đây được gọi là con gì? Bạn nào mà đang chơi Mini World mà biết tên nhân vật này thì comment xuống dưới cho mình biết nha. Lâu mình không chơi vì mình quên luôn rồi các bạn, không nhớ nữa. Rồi, đứng đây, hộp thứ hai chúng ta sẽ bóc tiếp nha bạn. Hộp thứ hai mình cũng sẽ ấn vào đây nè bạn. Rồi, ok. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cậy nó ra. Hey, ok. Rồi, nhanh tay. Video này không delay nữa các bạn. Và trong này lại tiếp tục có một cái thẻ nữa nha, mình sẽ cất thẻ ở đây. Nhiều thẻ quá. Nhân vật thứ hai. Không biết là nhân vật gì đây? Thử nhá. Rồi. Gấu trúc Mini World bạn ơi. Ở trong này còn một cái nữa, đấy là một cái phao. Ở trong này có một cái phao bơi đấy các bạn. Tôi cắm rồi, tôi suýt rồi các bạn. Đây một cái phao, con này nhìn rất là cute. Nhìn dễ thương không bạn? Các bạn nhìn đi. Trời ơi, nhìn chú gấu này các bạn ơi, đang nằm ở trên một chiếc phao này. Nhìn cưng dễ sợ luôn các bạn. Mình sẽ để nó đây nhá. Rồi, ok. Ở trên hộp quà các bạn có thể nhìn thấy nè. Ở đây là chúng ta sẽ có 6 nhân vật. 6 nhân vật thì ở đấy là chú gấu trúc là một này, và sẽ có thêm mấy nhân vật nữa, nhưng mà nhân vật này là một trong những nhân vật mà Hidden đấy các bạn. Này các bạn nhìn thấy không? Nè, hoàn toàn Hidden luôn. Không biết là bị ẩn đi này. Và đây là một trong những hai con hiếm nè. Hy vọng nó sẽ không bị trùng các bạn. Nó mà bị trùng chắc mình trầm cảm luôn quá. Yo, nhân vật tiếp theo. Rồi, bao ba nha. Bao ba nè. Ok, một chú nhân vật tiếp theo. Mình có quá trời đất mô hình Mini World bạn ơi. Một chú gấu màu nâu rất xinh luôn các bạn. Chú gấu này còn đeo ở trên mình là có thêm một cái kính đi bơi. Tính ra là nhân vật đầu tiên là cầm súng nước nè, nhân vật thứ hai là chú gấu đi bơi nè, nhân vật thứ ba là một chú gấu đeo kính bơi nè. Tính ra là mình bóc hộp đầu tiên mà nó đã có nhân vật hiếm luôn các bạn. Mình bóc hộp đầu tiên mà đã ra nhân vật Hidden rồi. Hộp thứ tư, xem hộp thứ tư chúng ta sẽ bóc được cái gì nhá. Chúng ta sẽ khui hộp thứ tư nè. Piu. Hộp thứ tư. Chú ếch lướt ván các bạn ơi. Ui đẹp, đúng đẹp luôn, ếch ninja lướt ván nha. Này nhìn này, có cả ếch con này các bạn. Đó, xong lại còn có cái buộc tóc hình ninja này, xong rồi đang đứng trên một cái ván lướt này. Đứng được, không bị đổ. Đứng được nha. Lẹ tay. Đến hộp tiếp theo là hộp thứ năm. Không biết là trong hộp này có cái gì đây ta. Ta-da, úm ba la. Mình nhiều thẻ vãi chuối. Rồi, mở ra xem trong này có gì nhá. Mình có 1, 2, 3, 4 rồi, hy vọng là sẽ không bị trùng. Nhưng mà mình nghĩ là Mini World họ cũng không đến mức mà để mình bị trùng đâu các bạn. Chị thỏ Juni. Chị thỏ Juni này mình có rồi. Mình có chị thỏ Juni này rồi. Tính ra là mình có 2 chị thỏ Juni này luôn các bạn. Chị thỏ nằm ở trên cái củ cà rốt này nè. Đó, mình sẽ để chị thỏ Juni nằm ở đây các bạn. Không, như này mới đúng. Đây, nằm như này.
nằm trên một chiếc phao hình con thỏ. À, ngày trước mình cứ nghĩ đây là cái đế là hình củ cà rốt thôi, bây giờ mình mới biết vì cái chủ đề là chủ đề holiday nên là mình bây giờ mình mới biết đây là cái phao luôn á. Mình cứ vẫn nghĩ là trước đây mình nghĩ là đây là cái này là cái kiểu cái đế để cái con figure nó đứng thôi chứ mình không biết đây là cái phao luôn á. Rồi, bởi vì mình có mỗi chị thỏ này thôi. Bây giờ mình mới có thêm các nhân vật khác á. Mở ra nào. Kết gậu. Ui, tiếp nào. Let's go. Tiếp theo. Oh, trên ảnh thẻ này cũng có rất là nhiều nha bạn. À, cái này nó không giống nhau đâu nha. Có thẻ của con gấu nè, có thẻ của khủng long. Còn đây là của thỏ mini nè. Rồi đây là con ếch nè, và đây là chú gấu đeo kính nè. Ồ, vậy thì chắc chắn là cái hộp này là khủng long các bạn. Ở ngoài này này bạn này, khủng long đang nghịch cát. Chắc chắn hộp này là khủng long nghịch cát rồi. Khủng long nghịch cát, let's go. Whew. Đây, một chú khủng long siêu đáng yêu luôn đang nghịch cát này các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Chú khủng long này có một cái hình, không biết là nặn cái hình gì đấy các bạn. Nhìn xem chú khủng long này nặn ra cái hình gì nè. Hình gì đấy các bạn? Ai biết comment xuống dưới nha bạn. Đó. Ôi, vậy là bây giờ mình chỉ cần mở ra cái là mình đã thấy đã được gọi là spoil trước xem là cái rồi gì rồi bằng cái tấm thẻ bài à. Ồ, hấp dẫn ta. Chúng ta còn hai hộp nữa. Hiện tại thì ở theo cái hộp ở trên hướng dẫn này các bạn là chúng ta sẽ còn một bạn tiên cá, bạn này bạn tiên cá đúng không? Hay tiên cá hay tiên vịt đấy. Nhìn chung hai dụng dữ vậy. Bạn này bạn đội một cái mũ hình vương miện là hy vọng là mình sẽ bóc được bạn ý, hoặc là chúng ta sẽ còn một nhân vật ẩn nữa, chúng ta sẽ có một nhân vật ẩn nữa. Còn hai người hai cái đấy thôi. Chặt dữ. À, ok, trong này có một cái thẻ, mình sẽ không nhìn cái thẻ các bạn, mình sẽ không nhìn cái thẻ. Bởi vì nhìn cái thẻ nó bị spoil mất thì nó mất vui. Các bạn xem video các bạn thích là các bạn xem video các bạn sẽ cảm thấy nó thú vị, bởi vì chúng ta sẽ không biết bên trong là cái gì nên chúng ta sẽ không nhìn thẻ nữa. Chúng ta sẽ để thẻ sang một bên. Xé. Trong này là gì đây? Ta-da! Ô, bé sao? Bé sao này? Bạn sao nè? Cute dữ rồi. Đây bé sao à? Oh my god. 1 2 3 4 5 6 7 8 thì cái chú tròn tròn này là gì ta? Chú tròn tròn này là ok, cái con tròn tròn này là con gì ta? Theo như cái hình ở trên cái hộp này các bạn thì chúng ta có gấu nè, gấu nâu, ok, gấu nâu ở đây rồi nhá. Sao nè, ở đây rồi. Bạn khủng long ở đây rồi. Bạn gấu bơi ở đây rồi. Thỏ mini ở đây rồi. Thì tức là nếu mà với cả ở đây là có một nhân vật ẩn này thì cũng ở đây rồi nè, cái bạn này nè. Rồi, thì tức là nếu mà như trên sơ đồ này thì chỉ có đúng cái bạn này là chưa có đúng không? Bạn này chưa xuất hiện nè. Đúng bạn này là chưa xuất hiện thôi. Ờ, chỉ có đúng bạn này thôi. 1 2 3 4 5 6. 6 bạn này ở trên này và có bạn này nữa, có một bạn là bạn cá này nữa là chưa xuất hiện nè. Mà tại sao bạn này chưa xuất hiện ở đây thì đáng nhẽ, nhưng mà mình nhìn cái hình tròn tròn này đâu có giống cái hình con ếch đâu bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cái hình tròn tròn này nhân vật bị ẩn nè, chưa xuất hiện nè. Nhưng mà đâu giống con ếch đâu ta? Là sao nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Sau đó mình sẽ khui ra xem hộp cuối cùng là cái gì nhá. Hy vọng là sẽ ra nhân vật ẩn hoặc là ra nốt cái nhân vật còn thiếu nha bạn. Nhân vật còn thiếu đây là cái bạn tên cá mình mà không a. À. Đây rồi, mình vô tình mình nhìn thấy cái thẻ bài rồi. Thì đúng là bạn ý rồi các bạn, đúng bạn ý rồi. I got it. Bạn này là bạn chắc là bạn tiên cá luôn à. Không biết là tiên cá hay là cái con gì nữa, nhưng mà thấy có cái đuôi. Đuôi này đuôi hải cẩu. Bạn này hình như là bạn gà. À, bạn này mình biết. Nhưng mà tại sao ở trong phiên bản này bạn ấy lại biến thành cái con này nhỉ? Bạn này là bạn gà này bạn ơi. Bạn này là bạn chicken. Bạn ấy đội một cái mũ và có một cái đuôi tiên cá, chắc là cái này là bạn ấy đeo thêm đó. Nếu như mà không nhầm thì cái nhân vật ẩn chính là bạn này. Nhưng mà bạn này nhìn nhân vật ẩn bạn ấy đâu có giống đâu ta, bởi vì cái đầu nó tròn tròn, nó tròn nhưng mà nó đâu có hai cái tai đâu ta. Đây này các bạn nhìn lại một lần nữa này. Nếu như nhân vật ẩn đúng ra thì nó sẽ là tròn xoe các bạn này. Cái nhân vật bên cạnh này thì là bạn này rồi. Đó, nhân vật bên cạnh thì là bạn này rồi. Còn cái nhân vật ẩn này đầu nó tròn xoe như này mà. Nó đâu có hai cái mắt hình con ếch đâu. Mà tại sao ở đây cái nhân vật ếch này lại như này nhỉ? Nhìn nó đâu giống đâu ta? Không giống đúng không? Không giòn đâu, tại sao lại trông như này nhỉ? Hơi khó hiểu nhưng mà thôi không sao. Dù sao thì mình cũng đã sưu tập được full cái bộ của Mini World rồi. Mini World Holiday. Nhìn nó cũng rất là đẹp đúng không các bạn? Và bên cạnh đấy thì mình còn một đống thẻ nữa. Lần nào cũng vậy, cứ sưu tập hộp của Mini World xong là một nùi thẻ luôn. Rất nhiều thẻ luôn các bạn. Nhưng mà ở trong này mình thấy có hai cái thẻ nó bị trùng nè. Không biết là có sự cố hay nhầm lẫn gì ở đây không, nhưng mà đại loại là mình cũng đã có một cái bộ sưu tập mới. Và ngày hôm nay nhiệm vụ của mình là unbox để cho bạn coi. Đây là số 1 nè. Số 2 nè. Số 3 này. 4 5 6 7 và 8. Các bạn thích nhân vật nào nhất thì nhớ để comment xuống dưới cho mình biết nha. Còn bạn nào mà muốn sở hữu những cái nhân vật này thì biết đâu mình lại làm giveaway. Các bạn có muốn mình tặng con nhân vật này cho bạn không? Nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Biết đâu mình sẽ suy nghĩ về việc một chương trình quà tặng trên video thì sao. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.